chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày tốt lành. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Bắt giám đốc bệnh viện Gia Liễu Thái Bình. Cục cảnh sát giao thông nói gì về lo ngại ăn trái cây, uống siro bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn? Đi 5 lần 7 lượt mà họ không nhận hồ sơ. Bắt giám đốc bệnh viện Gia Liễu Thái Bình. Kính thưa quý vị, quá trình giữ chức vụ giám đốc bệnh viện Gia Liễu Thái Bình, bà Trần Kim Thúy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn, kê đơn, bán cho các bệnh nhân đến thăm khám điều trị tại bệnh viện do mình quản lý điều hành. Ngày 22 tháng 2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Kim Thúy, 53 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, giám đốc bệnh viện Gia Liễu Thái Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, tối ngày 21 tháng 2, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Trần Kim Thúy tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bà Trần Kim Thúy bị điều tra khởi tố bắt tạm giam liên quan đến sai phạm trong thời gian bà đang giữ chức giám đốc bệnh viện Gia Liễu Thái Bình. Cụ thể, quá trình điều hành bệnh viện, bà Thúy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn kê đơn, bán cho các bệnh nhân đến thăm khám điều trị tại bệnh viện do mình quản lý điều hành. Số tiền thu được từ việc mua bán thuốc này, bà Thúy chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán của bệnh viện để thu lợi bất chính. Vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ. Cục Cảnh sát Giao thông nói gì về lo ngại ăn trái cây, uống siro bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn? Kính thưa quý vị, lãnh đạo Cảnh sát Giao thông cho biết các tổ công tác kiểm tra người vi phạm theo hai bước định tính và định lượng, do đó không có chuyện xử lý sai trường hợp không có nồng độ cồn. Tại hội nghị đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an giải đáp băn khoăn của tài xế về ngưỡng xử lý đối với vi phạm nồng độ cồn. Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã đánh trúng vào nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tai nạn. Bên cạnh nguyên nhân trực tiếp, vi phạm này cũng gián tiếp dẫn đến các hành vi như chạy quá tốc độ, tránh vượt, dừng đỗ sai quy định và kéo theo nhiều hành vi vi phạm khác. Minh chứng rõ nhất là tai nạn giao thông trong thời gian thực hiện cao điểm xử lý vi phạm đã giảm sâu cả 3 tiêu chí, Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, trong quá trình xây dựng luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100, Nghị định 123, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã phối hợp nghiên cứu cùng cơ quan chuyên môn của Chính phủ, Bộ Y tế. Do đó, Nghị định số 100 hiện nay đã xác định rõ các ngưỡng xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trên cơ sở khoa học. Ngoài ra, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cũng cho biết, hiện nay Bộ Y tế lấy căn cứ xác định nồng độ cồn bằng xét nghiệm máu. Trong khi đó, từ khi sinh ra, cơ thể con người có lượng men nhất định, đây là điều bình thường. Còn lực lượng cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn qua hơi thở bằng hai bước. Bước thứ nhất, máy đo nồng độ cồn ở chế độ định tính xác định có cồn hay không. Sau đó, cảnh sát giao thông mới đo định lượng để xác định hàm lượng làm căn cứ xử phạt. Do đó, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định không có chuyện cảnh sát giao thông xử lý sai những trường hợp không có nồng độ cồn. Cơ quan liên quan cũng đã nhiều lần thử nghiệm, kết quả cho thấy việc ăn hoa quả, uống siro không ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở. Theo vị lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, quá trình xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện theo kinh nghiệm quốc tế. Trước khi lập chốt kiểm tra, cảnh sát đã điều tra cơ bản về khu vực có nhiều tuyến đường tập trung nhà hàng, quán ăn để bố trí lực lượng. Bên cạnh đó, các tổ kiểm soát cũng thường xuyên thay đổi địa bàn tránh việc người vi phạm né tránh chốt. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội đầu xuân năm 2023, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 660.908 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 1.246.708.000 đồng. Riêng với hành vi vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 117.381 trường hợp, chiếm 18,11% tổng số các vi phạm, phạt tiền 543.255.000 đồng. So với cùng thời gian trước liền kề, xử phạt tăng 20.804 trường hợp, tăng 21,54%.
tiền phạt tăng 125 tỷ 802,3 triệu đồng, tăng 30,14%. Trong đó, có đến 1.625 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn và 36.549 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết thêm, công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn đạt hiệu quả cao. Chỉ tính trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, xử lý vi phạm nồng độ cồn chiếm 35% tổng số vi phạm, tăng 598% so với thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đi 5 lần 7 lượt mà họ không nhận hồ sơ. Kính thưa quý vị, nhiều doanh nhân chia sẻ không ít các cán bộ quản lý không giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tư nhân đã đành. Họ thậm chí không tiếp nhận hồ sơ để ít nhất biết vướng mắc là gì. Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đã được xác định trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường sau nghị quyết số 10 năm 2017. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tinh thần của không ít cán bộ quản lý để đảm nhận vai trò này. Gần đây, một vài doanh nhân tìm đến trao đổi với người viết bài này nhiều khó khăn của họ trong kinh doanh mà phần lớn là do sự trì trệ của các cán bộ công chức. Một doanh nhân kể, họ đến một sở ở địa phương để nộp hồ sơ đầu tư dự án lớn về phát triển bất động sản. Nhưng đi 5 lần 7 lượt mà hồ sơ không được tiếp nhận, người ta từ chối nhận hồ sơ vì nhận là phải trả lời trong 15 ngày lý do không giải quyết. Mà nhận thì họ chắc chắn không giải quyết được vì không ai ký, vị doanh nhân này nói. Tình trạng này có lẽ không còn đơn lẻ ở một địa phương vì những doanh nhân khác cũng kể những câu chuyện tương tự. Không ít các cơ quan quản lý không giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tư nhân thì đã đành. Họ còn thậm chí không tiếp nhận hồ sơ để ít nhất biết vướng mắc là gì. Gần đây, nhóm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành phố cũng đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cấp và nhiều quy định về quản lý xăng dầu chưa phù hợp, đặc biệt là các quy định ở khâu bán lẻ dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng nề trong thời gian dài, từ đó làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường bất ổn. Tuy nhiên, đơn từ gửi đi mà không nhận được hồi âm hay động thái giải quyết, ngoại trừ một vài cuộc thảo luận do VCCI chủ trì. Còn rất nhiều các ví dụ khác mà các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang gặp khó khăn từ các cơ quan quản lý mà người viết bài này không thể kể hết ở đây vì khuôn khổ bài báo có hạn. Tình trạng này đã được đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Phó đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận phản ánh tại buổi thảo luận về kinh tế xã hội tại Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 năm ngoái. Ông phản ánh rằng có cán bộ tâm sự với ông thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Ông nói nguyên nhân là do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ. Cùng một vấn đề, áp dụng luật này thì đúng nhưng khi thanh tra kiểm toán, điều tra áp dụng luật khác thì thành sai. Thời điểm này có thể đúng khi kiểm tra ở thời điểm khác lại sai. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung sau khi đi tới nhiều địa phương cũng bày tỏ thực tế ông ghi nhận được. Nhiều công chức không muốn, không dám thực thi đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Có những công chức tâm sự với ông, em thà chịu bị phê bình làm chậm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn hơn là bị kỷ luật, có thể bị truy cứu hình sự. Em làm cũng sai, mà không làm cũng sai. Bây giờ em đọc các văn bản pháp luật có liên quan, em thấy các quy định đó như những cái bẫy đối với chúng em và em sợ. Thậm chí có người còn nói thẳng, chúng em cố gây khó tạo thêm hàng rào kỹ thuật cho dân và doanh nghiệp để cảm thấy an tâm và an toàn cho bản thân. Như vậy không ít cán bộ làm khó tạo thêm rào cản cho người dân và doanh nghiệp hơn là tạo thuận lợi và tìm cách giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế địa phương. Trước đây, công việc của ngành nào ngành đó xử lý theo các quy định pháp luật tương ứng với ngành. Nay mọi việc, nhất là các vấn đề liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, các sở có liên quan đều phát công văn tham vấn ý kiến của tất cả các sở ngành. Do đó, việc giải quyết công việc liên quan kéo dài lê thê gấp nhiều lần so với trước. Các quyết định được đưa theo cơ chế đồng thuận, tạo biết bao thủ tục nhiêu khê và tốn thời gian. Trong nhiều trường hợp, các cán bộ địa phương tham vấn ý kiến chuyên môn của các bộ ngành trung ương liên quan, nhưng cách và nội dung trả lời nếu có không giúp ích gì cho công việc của họ. Trong nhiều trường hợp, không có quyết định cuối cùng. Các vướng mắc khó khăn của người dân và doanh nghiệp thường không được báo cáo lên lãnh đạo nếu chưa tìm được giải pháp an toàn về pháp lý. Cán bộ cấp dưới không báo cáo lãnh đạo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Rất ít, thậm chí là không có các dự án đầu tư mới được cấp chủ trương đầu tư. Hàng ngàn dự án đầu tư không thể hoàn thành đủ các thủ tục hành chính cần thiết để triển khai thực hiện. Nhiều dự án đã đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất cũng bị dừng lại do cơ quan nhà nước không nhận tiền đã trúng thầu. Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, dù chính phủ lập nhiều đoàn công tác để chỉ đạo và đôn đốc. Chứng kiến thực tế này, ông nói tình trạng này đáng báo động và không thể kéo dài được vì năng lực sản xuất, tiềm năng tăng trưởng chung và dài hạn của nền kinh tế có thể bị suy giảm.
Trước thực tế đó, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản cho một số cơ quan để nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đây là một nỗ lực tiếp nối sau khi có Nghị quyết số 10 về kinh tế tư nhân năm 2017 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành. Khu vực doanh nghiệp tư nhân đến nay mãi không lớn lên được. Khu vực doanh nghiệp chính thức mới chỉ chiếm 10% GDP, trong khi khu vực kinh tế phi chính thức là hộ gia đình chiếm hơn 32% GDP. Một phần của thực tế này do hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Hệ thống pháp luật cơ chế chính sách để kinh tế tư nhân phát triển trong nhiều trường hợp mang tính chất xử lý tình huống, chưa mang tính thúc đẩy, ấn định để triển khai và chưa đảm bảo thực thi được những ưu tiên phát triển. Từ đó làm cho tình trạng doanh nghiệp tư nhân không thể lớn hay không muốn lớn bởi niềm tin kinh doanh còn thấp và bấp bênh. Hệ thống pháp luật chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và ổn định. Tần suất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản pháp luật còn rất cao. Nhiều văn bản pháp luật tuổi thọ ngắn, thậm chí là mới ban hành, đã phải tạm hoãn thực hiện hoặc phải sửa đổi bổ sung. Nhiều văn bản pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, khó thực hiện, thậm chí là có những quy định pháp luật còn xa rời thực tế. Tình trạng này gây ra nhiều khó khăn, phức tạp cho người dân và doanh nghiệp tư nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực trạng luật pháp chồng chéo mâu thuẫn như thế này rất dễ khiến cán bộ làm sai, gây rủi ro cho doanh nghiệp. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nhận xét, một doanh nghiệp đầu tư một dự án trên địa bàn tỉnh A. Trong nhiệm kỳ này, ông Bí thư Chủ tịch mời họ bằng được để làm và mở tối đa cơ chế ưu đãi, thậm chí là cho phép lập dự án triển khai trước khi làm xong các quy trình thủ tục. Nhưng trong nhiệm kỳ sau, các ông khác lên thay lại quy doanh nghiệp phạm tội. Ở đây có câu chuyện hợp đồng không được bình đẳng, không được bảo vệ, doanh nghiệp ký kết hợp đồng với ông Chủ tịch. Vậy ông Chủ tịch đó không phải cá nhân ông ấy mà nhân danh nhà nước. Đại biểu Vân đặt câu hỏi, tại sao sau đó ông chủ tịch sau lại đòi lại hủy hợp đồng? Chả nhẽ lại có mấy nhà nước của ông lên sau đúng, nhà nước của ông trước sai hay sao mà lại đòi hủy hợp đồng nhà nước đã ký với doanh nghiệp?